Một sự việc mới đây đang gây xôn xao trên mạng xã hội về nữ tài xế dừng đèn đỏ không đúng nơi quy định. Chị này không nhận sai, ngoan cố dừng xe giữa đường và còn lấy điện thoại ra để livestream hiện trường. Một lúc sau, chồng chị đi xe máy ra hiện trường, những tưởng anh này sẽ khuyên nhủ vợ, nhưng ngược lại, anh chồng mắng chửi tài xế, bắt xe đối diện phải nhường đường cho vợ. Được biết sự việc xảy ra tại một ngã ba trên đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Chồng mình nên đã bỏ xe ra chị đi không? Bỏ xe ra. Thích bướng à? Lượn. Thích bướng. Lì à? Sao chừa nhá? Em đau đầu quá các chị ạ. À? Đèn đỏ rồi. Em đau đầu quá lo bướng các chị ạ. À? Khổ. Gọi công an rắc rối chị hiểu không? Em có bằng rồi em lo cái gì đâu, nhưng mà nghe nó sai lè lè ra mà nó cứ bướng với em ấy. Thế là chắc là chồng em nó xem livestream nó nhìn thấy là nó phi ra. Nó chửi cho thằng bé sao. Cái đau đầu quá. Nó lùi rồi, nó lượn rồi. Chế mắt nó đi rồi, nó lùi rồi. Mâu thuẫn của hai ô tô khiến các phương tiện xung quanh di chuyển khó khăn. Riêng hành xử của vợ chồng nữ tài xế đang khiến dân mạng bất bình, bức xúc. Còn bạn thì nghĩ sao về hành động này? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé.